hồi trước là lúc quen em á thì em thấy ảnh rất là nghiêm túc, thấy nhiều khi còn chững chạc hơn mình nữa cơ. Nhưng mà từ cái hôm đám cưới rồi rượu bia này nọ nhiều, em mới biết là ảnh lầy và nhây lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện về nhây và lầy của ảnh đi. Lầy nhây mà cũng đôi khi chơi ác chơi dơ. Trời ơi, cái đó khán giả thích lắm em ơi. Em ơi bắt mẹ ngay, bắt cuốn ngay. Cụ thể giống đi. Như là ví dụ như mà dắt vợ đi chơi mấy công viên nước hay là mấy cái hồ bơi á, việc đầu tiên đó là dìm cho vợ uống nước nhiễm. Trời ác dễ sợ luôn nha. Uống đã xong rồi em giận em hờ là bắt đầu dỗ cứ hay vậy á. Sao em lại có một cái trò chơi nó vui nhộn quá vậy em hả? Em còn nhiều hơn thế. Cái đấy chỉ phần mở đầu thôi. Rồi tiếp tục đi em. Em là thuộc dạng kiểu hay bị nhột. Trong cái lúc mà em bữa, lúc mà em vừa ăn no á, xong vừa cù lép, xong rồi đợt đó là còn kiểu ăn kẹo trong miệng á, ăn kẹo nhân sâm. Mà lúc đó là em không thích kẹo nhân sâm ăn. Xong kêu thôi vợ ăn đi, kêu không là bắt đầu là đùn. Đùn miệng quá. Thế là đùn cục kẹo quá. Qua lại không? Xong không? À để ra hôn xong rồi là đùn sang. Đùn cục kẹo qua lại. Trời ơi xong rồi em kêu là thôi không ăn mà cứ đùn qua lại. Xong tới hồi mà em sắp muốn ói luôn rồi mới bắt đầu dừng. Trời ơi. Kiểu vui thôi đừng vui quá đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chào đón hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản quân đội. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân. Em xin tự giới thiệu bản thân em, họ tên đầy đủ là Trần Tiến Kim Quân. Đơn vị đang công tác hiện nay là Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 và Quân đoàn 4. Và hiện tại đang 25 tuổi và đang có một cô vợ xinh đẹp ở bên cạnh. Em chào anh Thuận, chị Thanh Vân và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Thì em xin tự giới thiệu, em là Diễm Thúy, năm nay 27 tuổi, đang là kế toán của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kế toán. Dạ. Rồi làm sao mà anh bộ đội lại gặp được cô kế toán nào? không suy nghĩ ra luôn. Cái này mà chắc phải để chồng em trình bày. Dạ. Em ra trường tháng 9 năm 2021, lúc đó là thời điểm đang dịch Covid-19 á. Khi mà ra ngoài thì đơn vị lúc đấy là đang cấm trại. Mà khi đó vận chuyển các hàng hóa từ ngoài vào trong là thông qua cái cổng mà hiện nay là cổng 320 của sư đoàn 9 đấy. Đấy. Ở đâu em? Dạ ở chỗ Củ Chi á. Củ Chi. Đó là khu vực đấy thì đối với bản thân em thì thời điểm đấy rất hay là mới về nhận công tác thì được đồng chí đại đội trưởng giao cho nhiệm vụ trọng trách lớn đó là đi lấy gà. Đầu tiên là gặp là bố vợ đầu tiên. Đó là di chuyển gà mà. Có nghĩa là khi mà thời điểm đấy là sẽ phun khử khuẩn gà ngoài và đưa vào. Rồi. Và tự nhiên là cái số điện thoại đấy là kết bạn với bố vợ luôn. Đấy vì bố vợ bán gà. Đấy ở ngay cổng. Thế nên là tự nhiên quen bố vợ trước. Xong bắt đầu là đúng mùng 1 Tết của năm 2022 thì em ghé ra nhà bố vợ đấy. Và tự nhiên là nhìn được cô bé này. Mới năm ngoái nha. Thời gian cưới thì rất nhanh. Có nghĩa là tháng 9 2021 ra trường thì 20 tháng 11 năm 2022 là em kết hôn với cô ấy. Từ đầu năm đến cuối năm đã cưới rồi. Dạ đúng rồi. Như vậy là cơ duyên bắt nguồn từ mấy con gà. Con gà. Dạ đúng rồi. Đơn vị hay trêu em là tự nhiên ra mua gà nhỏ mà bắt được gà to. Tự nhiên ra mua gà nhỏ mà bắt được gà to. Nhưng mà cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà em nhìn thấy con gái của ông bác bán gà thì em ấn tượng gì về cái cô gái này? Dạ ấn tượng điều đầu tiên đó là ánh mắt của cô ấy. Là thời điểm đấy khi mà cô ấy mùng 1 Tết mà đang chuẩn bị đi chùa, nhưng mà tự nhiên cô ấy lườm em gái. Đấy, một cái lườm. Cái nguyên nhân thì em chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà hôm đấy là đang lườm em gái ruột của cô ấy. Thế nên là tên gái của là rồi. Đang chứ phải lườm em đúng rồi, không phải lườm em. Thế nên tự nhiên ấn tượng cái đôi mắt lườm đấy. Lạ nha, lần đầu tiên em thấy. Nếu như mà ngày hôm đó mà bạn này mà cười với em gái là chưa chắc ấn tượng đâu. Nhờ lườm đó. Hay nhỏ. Chắc là cái nét lườm đó. Nét lườm đáng yêu. Em thử lườm chị xem nào. Em thử lườm. Dễ thương thật. Dễ thương thiệt. Rồi sao mà em tiếp cận được với cô này? Sau đó thì
vận dụng các hình thức chiến thuật mà đã học được ấy, là loại bỏ cái lớp hàng rào ngoài cùng đấy là bố vợ đấy, để tiến công vào dần dần đó là em gái, xong đến mẹ, xong em trai nữa, bắt đầu mới người ta gọi là thế đánh nở hoa trong lòng địch. Bắt đầu mới bắt chọn được cô này. Ôi wow. Ôi, có chiến thuật rõ ràng. Ông bố vợ lại thấy là có một vị khách hàng mua rất nhiều gà của mình, xong lại thích con gái mình nữa. Trời ơi, hay thật. Nhưng sự. Nhưng mà rồi bây giờ anh hỏi em nè, cái ngày đó em nhìn thấy anh không? Dạ có. Thì lúc đầu em cũng ấn tượng xấu anh này. Hả? Dạ, ấn tượng xấu luôn? Đúng rồi. Không, tại hôm đó là cũng ảnh kể là mùng 1 Tết. Thì hôm đó thật ra là buổi sáng mùng 1 là em đi chơi. Em chơi về chiều về thì em ấn tượng là cái biển số xe. Tại thường em là thích đi du lịch, đi phượt á, là em hay coi biển số xe lắm. Thì em thấy là biển này là 48 Đắk Nông. Cái xong kêu ủa ai Đắk Nông qua đi chơi hay mua gà. Thì em thấy có một chàng trai đang ngồi với ba em nói chuyện vậy á. Sau em đi vô một hồi, sau em đi, em rủ mẹ đi chùa. Thì hôm đó là sao đi chùa cũng cầu duyên. Cái sau em đi chùa cũng cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ á. Mà em về thì vẫn thấy anh này ngồi nói chuyện ba em. Vẫn còn ngồi nói chuyện ba em. Cái tới lúc em về thì anh này cũng tự nhiên đứng dậy chào đi về. Mà em chào lại thì cũng nhìn đâu dưới sàn nhà, không có nhìn em. Anh kêu quái, anh này sao lại ghê, chào không chào lại. Cũng ấn tượng không tốt. Xong tự nhiên đâu tháng sau có một số lạ nhắn tin, mà nhắn sớm lắm chị. Nhắn là trong đôi mắt em có một điều gì đó thật là lạ. Yeah. Là ông bà là lườm đó, bà lườm đó. Lần đầu tiên trong đời em mà da gà, da ốc gì nổi lên hết. Mà em không hề biết cái chủ nhân của cái số đó là ai luôn. Tại Zalo là ảnh không để ảnh luôn. Sau cái tuần sau em về em mới hỏi ủa ba Trần Tiến Kim Quân là ai. Thì thằng bữa mùng 1 Tết đến chơi thăm nhà. Cái em mới hỏi biển số xe 48 Đắk Nông á hả? Đúng rồi đúng rồi. Là đó, từ đó rồi mới biết. Sau em còn nói ba là trời ơi nhắn tin xinh rạ lắm, chắc không tới đâu. Cuối cùng là giống như là cái cụ nào chìa cha cụ đó đó anh. Anh nghĩ là ba em là cũng đã biết cái điều này và cũng đang là muốn đẩy thuyền đó. Thì ba cho số mà. Đúng không? Dạ. Đúng không? Là bố cho số. Dạ. Bố vợ cho số. Phải vận dụng nhiều. Nó vận dụng nhiều đó. Cái hình thức lắm mới được cái số đó. Đấy. Có nghĩa là trong thời gian đấy là phải rủ ba đi ra ngoài liên tục. Đặc biệt là thông qua rượu bia thì bắt đầu mới khai thác dần được cái số đấy. Ôi là phải căng thẳng như vậy. Chắc cũng phải là hỏi han rất là nhiều về con gái của cô bố vợ đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này trực tiếp là thông qua bố vợ. Bố vợ là rất thích chia sẻ. Bởi vì bố là trước kia là cũng công tác trong quân đội. Đó. Nên là bố cũng có cảm tình với bộ đội đúng không? Thế nên là mình phải tạo cái hình ảnh đẹp nhất cho bố thấy. Đấy. Cưa có lâu không? Thời gian nó cũng rất là nhanh, khoảng 6 tháng. Thì lâu dữ vậy ta? Lâu quá vậy? Lý do gì đâu? Dạ, tại cái thứ nhất là ảnh trong quân đội cũng ít gặp. Thường là ví dụ như tuần này ra được thì tuần sau không ra được. Là tuần sau nữa mới ra được, mà ra là một lúc chỉ có 2-3 tiếng thôi vậy. Đó là mình cũng phải tìm hiểu dần dần. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó là nó khi nào? Xuất hiện là ở trong rạp phim hay là ở quán cà phê? Cái nụ hôn đầu tiên thì thực chất nó là cũng một cái sơ ý thôi chị. Thì mình hôm đó thực chất là đi coi phim. Thì lúc đầu thì cũng đâu có là gì đâu, thì cũng nắm tay bạn lẽ nắm tay thì anh này cũng run rồi. Anh này kiểu cũng nhát lắm, dạ. Kiểu cũng biết ý, sao kiểu thôi dựa vai anh nè thì mình cũng dựa thôi. Nhưng mà coi phim một hồi lâu á, cái xong kiểu cũng mỏi, xong cái đầu nhòm dậy cái là tự nhiên anh quay qua, mình cũng quay qua cái là chạm mặt nhau. Đúng rồi, chóc ngay miệng vậy đó. Sau là dần dần có nụ hôn đầu tiên. Trời ơi, như phim Hàn Quốc ấy anh. Như phim vậy. Bây giờ cầu hôn đi. Cầu hôn lãng mạn không? Dạ, chắc cũng hơi lãng xẹt một xíu. Lãng xẹt luôn. Dạ, cầu hôn ngay đêm tân hôn. Cầu hôn ngay đêm tân hôn. Dạ. Cái này nó anh dối não này. Cầu hôn như nào? Kiểu đang ngồi trên giường thì em đang xây tóc. Thì ảnh đâu ảnh rút ra cái nhẫn em mặc dù có mụn màng nhưng mà anh muốn cầu hôn em làm vợ anh nha. Vậy đó. Ôi ôi. Ủa sao mấy đứa này nó đi ngủ ngủ, nó đi ngủ ngạo sao đó. Thật ra lúc đấy là em công việc cũng hơi bận nhiều. Thế nên là tới cái ngày, sát ngày thì em mới nhận ra cái mình chưa cầu hôn. Đấy, xong bắt đầu mới nhớ ra. Mà trong khi đấy đặt là phải tuần. Thế mà tự nhiên đặt nó lệch ngày.
đáng lẽ phải trước ngày hôm đấy hôm cơ, nhưng mà ai dè nó lệch và đúng buổi trưa hôm đấy mới nhận được mặt hàng đấy. Cái nhẫn hả? Dạ đúng rồi. Thế nên là tự nhiên buổi tối không biết nói sao, nói chung là nói hết cái tấm lòng của mình. Đấy, thật ra hơi muộn nhưng mà đấy là tình cảm chân quý của anh. Đúng rồi. Rồi cưới xong rồi hai vợ chồng có được ở gần nhau không? Thời gian đầu thì khi mà đi hưởng tuần trăng mật xong á, lại phải trực 3 tuần liên tiếp. Bởi vì là anh ở đơn vị có việc gia đình thế nên là phải trực. Thế nên về là... Lại xa nhau. Thế rồi hai vợ chồng ở với nhau gần được, gọi là cứ cho là gần được 1 năm đi. Thì có thấy là người kia làm cho mình hạnh phúc hay là thấy người kia làm cho mình bị vỡ mộng? Có thấy người kia có những cái tật xấu mà lúc mình yêu mình không thấy không? Dạ có, cũng có. Đây phần hay này. Thì hồi trước là lúc quen em á thì em thấy ảnh rất là nghiêm túc, thấy nhiều khi còn chững chạc hơn mình nữa cơ. Nhưng mà từ cái hôm đám cưới rồi rượu bia này nọ nhiều em mới biết là ảnh lầy và nhây lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện về nhây và lầy của ảnh đi. Lầy nhây mà cũng đôi khi chơi ác chơi dơ. Trời ơi, cái đó khán giả thích lắm em ơi. Em ơi bắt mẹ ngay, bắt cuốn ngay. Cụ thể giống đi. Như là ví dụ như mà dắt vợ đi chơi mấy công viên nước hay là mấy cái hồ bơi á, việc đầu tiên đó là dìm cho vợ uống nước nhiều. Trời ác dễ sợ luôn nha. Uống đã xong rồi em giận em hờ là bắt đầu dỗ cứ hay vậy á. Sao em đã có một cái trò chơi nó vui nhộn quá vậy em hả? em còn nhiều hơn thế. Cái đấy chỉ phần mở đầu thôi. Rồi tiếp tục đi em. Em là thuộc dạng kiểu hay bị nhột. Trong cái lúc mà em bữa, lúc mà em vừa ăn no á, xong vừa cù lét, xong rồi đợt đó là còn kiểu ăn kẹo trong miệng á, ăn kẹo nhân sâm. Mà lúc đó là em không thích kẹo nhân sâm ăn. Xong kêu thôi vợ ăn đi, kêu không là bắt đầu là đùn. Đùn miệng quá. Hay là đùn cục kẹo quá. Mà mùi nhân sâm không? Nhân sâm không? À đè ra hôn xong rồi là đùn sang. Đùn cục kẹo qua lại. Trời ơi sao rồi em kêu là thôi không ăn mà cứ đùn qua lại. Xong tới hồi mà em sắp muốn ói luôn rồi mới bắt đầu dừng. Trời ơi. Kiểu vui thôi đừng vui quá đúng không? Dạ đúng rồi. Có lớn tiếng với vợ không? Dạ không. Ví dụ như mà bữa nào mà bực trong người là im. Im thôi chứ cũng không có lớn tiếng. Nhiều khi mình cũng bực mình cũng phát ra và không thể nào phát ra được. Có cọc tính không? Dạ cũng có. Nhưng mà cọc tính theo kiểu là im á anh. Im dạ. Rồi đến lượt Quân. Qua quá trình kết hôn tới giờ thì hiện tại là chưa thấy cái khuyết điểm nào lắm. Chủ ý có một cái đơn giản nhất thôi, là mỗi đêm nằm ngủ trong vòng tay của em á thì luôn phát ra cái bản giao hưởng nó thật là du dương. Nó du dương, cảm giác là em cũng du dương theo. Thế nên là rất nhưng mà nó ru ngủ đó nghe. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mà cô ấy không phát ra những cái bản nhạc là ông ngủ khó ngủ ngay đó. Đấy, đêm mà... nằm vợ ngáy chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà đấy. Nhưng mà thật ra cái đó nó không phải là tật xấu đâu. Đúng đó rồi. Là vợ em đâu có muốn đúng không? Không ai mà muốn cái điều đó nó xảy ra. Đúng rồi. Sao có ghen không hay là có ăn hiếp mình không? Dạ cô ấy thì nói chung là với thân hình như này và có đai của đi karate thế nên là đôi khi vẫn sợ, bởi vì giơ cước cao lên tí là bắt đầu phải lùi về phía sau khoảng 3 bước, bởi vì nếu mà nhấc chân lên cái lại khả năng em bay. Đấy, thế nên là em phải giữ khoảng cách. Nhưng lúc có khi nào bị dính đòn không? Dạ dính thì cũng nhiều rồi nhỉ. Sao hai vợ chồng nhà này là ở nhà là hay thích chơi trò thái cực quyền với nhau nhỉ? Ủa là em là có đài bên karate à? Dạ cũng học một chút anh, mỗi võ một ít. Wow. Đủ xài với ảnh thôi đúng không? Dạ đủ xài với ảnh thôi. Thế thì bây giờ các em mong muốn người bạn đời của mình nếu như cần phải thay đổi để cho hoàn hảo hơn thì đó là những điều gì? Đối với bản thân em thì cô ấy chỉ cần lúc nào cũng mỉm cười trước khi gặp em, thế là em hạnh phúc rồi. Wow. Đấy, chỉ cần đơn giản đi, ngọt ngào thôi. Quá đi. Thế còn em thì sao? Dạ em thì cũng không mong muốn gì ngoài việc bớt nhây lại. Nhây quá nhiều khi em cọc xong rồi cũng anh dỗ chứ ai dỗ. Em biết đấy là cái trò vui đó em. Dạ. Và Vân biết không, anh nghĩ là với cặp vợ chồng này khi mà có baby thì anh nghĩ siêu cũng vui sẽ đây rất là vui. Vâng. Và cô vợ sẽ rất là khỏe mạnh. Dạ. Bởi vì luôn luôn
nhận được những cái nguồn năng lượng vui tươi từ anh chồng. Đúng rồi ạ. Cảm giác đôi vợ chồng này có một cái năng lượng tích cực rất là lớn. Đúng và rồi. Mình cảm nhận được ngay lập tức khi mà mình nhìn thấy họ cười. Đúng rồi. Và mong là bọn em sẽ luôn luôn giữ được tiếng cười, một cái gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và cái tình yêu và niềm hạnh phúc lúc nào cũng có ở trong trong trái tim của hai bạn. Cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn. Họ tên của em lại nè, công việc quê quán của mình giùm chị. Dạ em xin chào mấy chị ạ. Dạ thứ nhất em tên là Lâm Hoài Tâm ạ. Hiện tại em sinh năm 1998. Hiện tại em đang làm DJ tại Đà Lạt ạ. Dạ nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ủa sao lên nó xa dữ vậy em? Dạ tại vì ký hợp đồng với quán á chị. Rồi làm trong bao lâu mới về đây? Dạ em làm tầm hết tháng này là bắt đầu em về lại rồi. Hết hồn, tưởng rồi mấy năm nữa em mới về chứ. Dạ không rồi. Có ok, vậy thì bây giờ ủa nhưng mà nếu bây giờ hết tháng này mà bây giờ chưa hết tháng này mà bây giờ ở đây về để ghi hình thì em có về được không hay là phải chờ xong luôn? Dạ được rồi chị. Nhưng mà 98 thì bây giờ quen bạn gái khi nào mới cưới được? Dạ 98 thì nếu mà hai người có hợp đó thì chắc khoảng tầm nói chung là ví dụ mà quen thì mình phải để cho hợp nhau hiểu nhau mà mình mới cưới chứ mà quen về mà cưới liền thì cái đó nó dài quá à. Nhưng mà ý chị hỏi là cái sự sẵn sàng của em á. Dạ thì sẵn sàng thì lúc nào em cũng sẵn sàng nhưng mà em phải kiểu như là hiểu người ta và người ta cũng hiểu em nữa thì mới tiến đến cái vấn đề hôn nhân được. Rồi em nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của em nha. Rồi cái đường tình duyên mình được bao nhiêu mối tình giùm chị ha. Dạ em từ đó giờ em quen được 4 người ạ. Rồi có, em kể ra đi. Mối đầu dạ. Quen làm sao, chia tay mối 2 như thế nào, mối 3 như thế nào? Dạ mối tình đầu là hồi còn đi học ạ. Lúc đó thì quen được hình như là 1 năm xong rồi bạn đó chuyển trường rồi cho nên là bắt đầu tụi em chia tay. Xong rồi tới một chút thì em quen bắt đầu khi mà em nghỉ học á thì em bắt đầu em đi ra ngoài em đi làm á thì lại quen được thêm một bạn nữa thì quen cũng tầm 2 năm rồi bắt đầu bạn đó đi lấy chồng rồi cho nên là bắt đầu tụi em cũng bắt đầu chia tay. Rồi cái mối tình thứ ba á thì quen nhau lúc mà gần mùa dịch đó chị. Em với bạn đó thì cũng có chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng mà sau đó thì tụi em bắt đầu lục đục về cái tiếng nói chung á, hai bên không hiểu nhau, giống như kiểu mỗi người mỗi ý á. Rồi cho nên là bắt đầu em muốn dừng lại. Còn mối tình thứ tư này thì là mới vừa chia tay gần đây thôi, là chia tay được 2 tháng. Em với bạn đó quen bao lâu em? Dạ mối tình gần đây thì quen nhau được 4 tháng rồi chị. Bạn đó là mẹ đơn thân single mom á chị. Em với bạn em không thích thì sao? Dạ không phải là không thích mà thật sự thì mới đầu thì hai người tìm hiểu nhau hợp nhau dữ lắm, cái gì cũng hiểu nhau hết đó, giống như kiểu là hai người hiểu nhau hết toàn bộ luôn á. Xong rồi sau đó bắt đầu sinh ra nhiều cái mâu thuẫn. Bạn công việc của bạn đó làm, nói chung là bạn đó làm xong bạn đó tự suy nghĩ ra những cái tiêu cực toxic á. Tại sao mà bạn đó tự kiểu dạng như là tự biến cái câu chuyện vô để cho hai đứa nó tiêu cực theo. Một phần em đi làm cũng áp lực á. Thứ nhất em đi làm áp lực xong rồi về em nghe những cái tô xích đó em chịu không được. Cho nên là em với bạn đó quyết định dừng lại trong cái em đẹp thôi. Rồi, dạ. Được bao lâu rồi em? Cái mối tình dạ. Đó. Dạ, cái mối tình đó chia tay đây được 2 tháng rồi chị. Dạ. Rồi ok, thế thì trong cái môi trường em làm việc thì nó không có người để mình tìm hiểu hay sao? Dạ vẫn có nhưng mà tính nè, quán á, thứ nhất là nó có quán em á là quy định là không cho không cho quen ở trong đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái thứ hai nữa là môi trường trong đó thì nó thật sự chị cũng biết là môi trường ba nó rất là phức tạp. Dạ đúng rồi, nó rất là phức tạp. Mà khi mà mình đi vô đó mình quen ở trong đó hay là mình yêu nhau ở trong đó nó sẽ bị cái kiểu giống như là phát sinh ra nhiều thứ lắm. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cô thì ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán gì? Dạ thì nói chung là em thì rất là dễ. Mẫu bạn gái của em thì nói chung là chỉ cần
nói chung là bình thường thôi, tôi được rồi chị, không cần mà nhất thiết là phải xinh đẹp rồi giỏi giang hay là làm cái công việc gì cao sang, nói chung chỉ cần là người ta quan tâm thấu hiểu em được thôi. Ừ. Dạ. Quan tâm thấu hiểu rồi tuổi tác như thế nào, lớn hơn được không hay là sinh gồm hơn gì đó được không? Dạ lớn hơn em 1-2 tuổi hoặc là 2-3 tuổi vẫn được, nhưng mà đừng có lớn quá. Dạ. Sinh gồm ôm thì sao? Dạ sinh gồm ôm vẫn được ạ. Nhưng mà quan trọng là sinh gồm ôm nếu mà người ta hiểu với em thì đó, em cũng có chia sẻ với chị lúc nãy là em cũng có quen sinh gồm ôm đó. Thời gian đầu thì người ta hiểu em dữ lắm, nhưng mà sau thời gian đó mà người ta toxic ra nhiều chuyện quá cho nên là bắt đầu em không thích nữa. Ừ. Ok. Rồi dạ. Quê quán thì sao? Ở Đà Lạt luôn được không? Dạ ở Đà Lạt thì lại càng tốt quá chị. Ủa vậy hả? Thích ở trong đó rồi hả? Dạ em lên đó mình ở trọ mình thuê hay sao vậy Tâm? Dạ em lên em thuê trọ. Em thuê dạng như phòng khách sạn á chị, mà thuê tháng á. Bao nhiêu tháng? Dạ tầm 2 triệu rưỡi rồi chị. Ờ. Dạ 2 triệu rưỡi đó là em đâu có nấu nướng gì đâu đúng không? Người ăn ngoài đồ hết chứ gì, đúng không? Dạ tại vì em có mình em à, cho nên là em ăn ngoài cho nó tiện, chứ em cũng không có đi chợ nấu nướng. Dạ. Ồ mà tính ra cũng được, thế là 2 triệu rưỡi một tháng. Ừ. Tâm ơi, nhưng mà bạn gái mà single mom nhưng mà lớn tuổi hơn em được không? Dạ đó, ý là chấp nhận bạn gái lớn tuổi hơn em không? Dạ lớn hơn em vẫn được, nhưng mà nói chung thì chỉ cần người ta hiểu em thôi, chứ em không có quan trọng người ta có xinh hay là gì đâu. Rồi yêu xa được không? Ví dụ như người ta đang không ở Sài Gòn thì được không? Ví dụ như là từ Nha Trang, Bình Định đổ vào đây được không? Dạ vẫn được ạ. Ok. Rồi, vậy là lên Đà Lạt được bao nhiêu lâu rồi Tâm? Dạ em lên nay được một năm rưỡi rồi. Em chơi cho quán nào đấy? Dạ em chơi cho V Club ở ngay chợ đêm Đà Lạt các chị. Ok. Dạ. Rồi, nếu là lần trước lên đấy vậy không gặp nhỉ? Không biết, chưa biết, bây giờ mới biết. Dạ. Rồi, làm chung với Ngân 98 hồi Tết á. Thế kêu Ngân giới thiệu người cho. Em với Ngân thì lại không thân, tại vì một phần em với Ngân thì kiểu trong công việc thôi, còn ngoài ra thì họ không có thân lắm ạ. Sao nó chắc ông Quang cũng đập em luôn á. Ok rồi, cảm ơn Lâm nhiều ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nếu có người phù hợp ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Dạ, rồi, chào em. Anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, cũng như là công việc hiện tại của anh được. Anh nghe không ạ? Ở cái chỗ này gần sân bay nó sóng nó hơi kém. Alo. Alo, mình giới thiệu bản thân giùm em đi anh ơi. Anh là Tài, sinh năm 84, nhà ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện tại đang làm cho thuê xe ô tô du lịch. Là mình cho thuê bao nhiêu chiếc anh? Anh đầu tư ít lắm, có mấy chiếc thôi. Đầu tư ít lắm mà có 10 chiếc thôi hay nhiêu thì nói để 2-3 chiếc thôi. Là hồi trước là anh có là công việc nào khác không? Trước anh có cũng về du lịch, nhưng mà bọn anh là tổ chức tour với sự kiện. Là anh đi, anh là tổ chức thôi hả? Hay là anh hướng dẫn viên luôn? Tổ chức thôi. Hướng dẫn viên này có đồng chí khác chuyên hơn. Dạ. Rồi, anh cho em biết điểm mạnh, điểm yếu và cái đường tình duyên của anh giùm em ạ. Điểm mạnh thì anh chả có điểm gì mạnh nhỉ? Gì điểm nào mạnh nhất? Biết lái xe hay là biết quan tâm bạn gái hay là như thế nào? Lái xe thì cũng mới biết được 15 năm nay. Điểm yếu thì là hay ăn nhậu. Hay đó. Nhậu hút thuốc được không anh? Anh không, thuốc chè là không dùng.
cà phê cũng không, chỉ uống bia. Ừ. Rồi, đường tình duyên thì sao, anh từng kết hôn chưa ạ? Anh đã kết hôn một lần rồi, đang có cháu năm nay 12 tuổi, đang ở với anh. Rồi, lý do tại sao vợ chồng chia tay nhau? Ôi, lý do thì hai bên thì bây giờ làm sao mà nói được hết lý do nhỉ? Nó không hợp nhau, duyên tình nó hết rồi thì chia tay thôi. Không, nó sẽ có những cái bài học kinh nghiệm anh rút ra từ cái hôn nhân đó chứ. Hồi xưa mình có quan tâm vợ hay không hay là như thế nào? Thì cũng quan tâm nhưng mà nó đến một cái lúc nào đấy nó không hợp nhau nữa rồi thì nó không thể ở được với nhau nữa thì phải chia tay thôi. Ừ, bây giờ vậy em muốn tìm một người như thế nào? Một người cùng hoàn cảnh với anh thì là tốt nhưng mà chưa có ra con thì là tốt hơn, đỡ phải ràng buộc. Là anh đang nuôi đứa con bao nhiêu tuổi? Con anh 12 tuổi rồi. Rồi là anh muốn cô gái không có vướng líu là độc thân chưa lập gia đình đó hả? Lập gia đình rồi cũng được nhưng chưa có con thì tốt. Ừ. Có con mà bên gia đình của cô đó hoặc là chồng cổ nuôi được không? Ôi anh không thích vướng víu vào con cái. Mà nếu vậy thì anh thấy nó có công bằng không? Anh đang vướng víu con cái thì ai chịu anh? Thì vậy á. Thì em đang muốn nói cái yêu cầu của anh mới nói Có nghĩa là vậy. yêu cầu của anh ở trong này người ta không có đút người cho anh, mà có nghĩa là anh cũng phải yêu cầu cho nó phù hợp thì tụi em mới có thể làm việc được. Anh biết không, mình có thể là cái đó là cái chuyện về sau này khi tình cảm nó có rồi thì mình sắp xếp rồi thêm sau. Chứ còn bây giờ anh yêu cầu cái đó. Em nghĩ với điều kiện của anh thì cũng không khó gì anh chọn được những cái người mà người ta chưa từng kết hôn. Không lẽ không có? Ôi, anh thấy không có gì là không có hết chứ. Không, ý em nói ở bên ngoài đó là tại sao anh không ra ngoài đó, là tại sao anh gặp được những người đó mà anh phải vào chương trình. Nếu mà anh tìm được thì anh đã không phải nhờ chương trình. Đúng rồi, ở ngoài mà còn ở ngoài nó dễ hơn rất nhiều so với trong này đó anh, cho nên ở ngoài không có thì trong này cũng thua luôn á, chắc chắn luôn. Trong này những người khó tính không mà, ví dụ như em có những cái người điều kiện đáp ứng của anh hết rồi nhưng mà người ta đang có con riêng và người ta cũng muốn người đàn ông không có con giống anh vậy đó, rồi anh cũng đâu đáp ứng được người ta đâu, đúng không? Ừ, nên ok, nếu mà anh vẫn nhất quyết về cái tiêu chí này thì tụi em vẫn ghi nhận, nhưng mà anh chị như vậy thì em không có ghép được cho ai hết đó. Rồi, ngoài cái tiêu Ok. chí đó anh còn yêu cầu tiêu chí gì nữa không ạ? À? Không, anh chả có tiêu chí gì hơn. Dạ rồi, ok, vậy thì cảm ơn anh nha, phần casting của anh xong rồi đó. Dạ. Cảm ơn em.